Thêm bằng chứng Lệ Quyên đang có thai với tình trẻ kém 12 tuổi, con trai phản ứng lạ. Sau hàng loạt hình ảnh Lệ Quyên với chiếc bụng to trong kiểu váy che bụng, hàng loạt dân tình chắc nịch cô nàng đang có em bé với tình trẻ kém 12 tuổi, thực hư của sự việc này ra sao? Mới đây, Lệ Quyên còn chia sẻ một đoạn clip vô cùng đáng yêu của một em bé chơi cùng với mẹ. Cô viết, yêu thế cơ, ngay lập tức động thái này khiến cho nhiều netizen thêm phần chắc chắn. Nếu đúng thì đây chắc hẳn là một em bé được trông đợi nhất trong showbiz năm nay. Trước đó, Lệ Quyên từng cho biết mình mong muốn có thêm một cô con gái. Đầu tháng 2 năm 2021, Lệ Quyên bất ngờ công khai tình cảm với tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Thời điểm đó, Lệ Quyên mới ly dị chồng cũ sau 10 năm, con trai sống với ba. Vì vậy, cặp đôi nhận rất nhiều lời chỉ trích như là ngoại tình, yêu vì tiền. Tuy nhiên, cho đến nay, 4 năm bên nhau, tình yêu của họ đã được thừa nhận vì sự ngọt ngào và chân thành. Quyên đã ở tuổi này và Quyên biết ai đến với mình vì tiền hay không, mọi người cứ yên tâm, cô nói. Lệ Quyên cho biết gia đình hai bên đã thừa nhận và cô nàng rất thân thiết với chị chồng, tuy nhiên do hơn tuổi nên Lệ Quyên giữ cách xưng hô Quyên và Hằng. Cô nàng nhấn mạnh, "We are private, not secret, cheers." Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư không phải là điều bí mật, nâng ly. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa có thai, có thể do một vài góc chụp cảm thấy bụng hơi to. Nếu có thì chắc chắn sẽ thông báo. Cặp đôi hiện tại chưa có kế hoạch kết hôn và sinh con trong năm nay, họ đang tận hưởng tình yêu. Về phía của bé Bo, con trai Lệ Quyên và đại gia Đức Huy, cậu bé đã được 13 tuổi, sở hữu chiều cao vượt trội, đặc biệt thân thiết với chú Lâm Bảo Châu. Mới đây, Lệ Quyên còn tổ chức sinh nhật chung cho con trai và người yêu vào tháng 4 năm 2024. Hai chú cháu mặc áo đôi rất hạnh phúc, được biết bé Bo chính là cameraman hay chụp hình cho mẹ và chú. Khi được hỏi cảm thấy ra sao nếu như mẹ có em bé nữa, cậu bé chỉ cười và cho biết, tùy mẹ ạ. Bé tên thật là Lê Kỳ Anh, có bố là đại gia còn mẹ là tên tuổi rất lớn trong showbiz Việt, nên từ nhỏ Kỳ Anh có cuộc sống được ví như một hoàng tử. Không chỉ là diện toàn đồ hiệu, Kỳ Anh còn di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ, máy bay thương gia, đi du lịch nhiều nước và tận hưởng các dịch vụ cao cấp. Kỳ Anh được bố mẹ cho học tại trường quốc tế nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh với mức học phí 900 triệu đến 1 tỷ đồng trong một năm. Khi đi học, cậu bé có tên tiếng Anh là Anthony. Bo nói thành thạo tiếng Anh, sở hữu thành tích học tập khiến cho bố mẹ vô cùng tự hào. Được biết, con trai của Lệ Quyên rất thích chơi bóng rổ, tập gym, đạp xe. Ngoài ra, cậu bé còn được bố mẹ đầu tư chơi gôn, bắn cung, vốn được coi là những bộ môn thể thao của giới nhà giàu. Dù sinh ra ở Vạch Đích và được chiều chuộng từ nhỏ, thế nhưng Kỳ Anh là một cậu bé rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, tự lập, sống giản dị, ngây thơ đúng với độ tuổi. Ở trường, thầy cô cũng như bạn bè không hề biết Bo là con của người nổi tiếng. Tôi và anh ấy vẫn yêu quý nhau, tôi động viên anh tìm một người thật tốt để gắn bó, và chỉ một người thôi. Anh cứ lãng tử đa tính, phiêu diêu mây gió quá thì phụ nữ nghiêm túc họ sẽ sợ. Tôi vẫn cứ trêu ba của con mình như vậy, cả hai vẫn thương nhau vì 10 năm bên nhau xây dựng vượt qua khó khăn. Nếu một người nào đó bước vào cuộc đời của tôi, đạt đến ngưỡng tình thương ấy, ít nhất cũng phải mất mười mấy năm. Phải xây dựng, vun đắp, chúng tôi bây giờ không còn yêu nhau hay tình nhân nữa nhưng xem nhau là người thân. Người đẹp khẳng định. Về tình yêu với chàng trai kém 12 tuổi, Lệ Quyên cho biết anh nhiều thiệt thòi. Trước đó, Lâm Bảo Châu cũng là một người mẫu triển vọng, nhiều lịch diễn, thế nhưng hiện tại đã lui hoàn toàn làm trợ lý hỗ trợ cho Lệ Quyên. Đổi lại, cô và bạn trai có nhiều thời gian tận hưởng các chuyến du lịch châu Âu khi Lệ Quyên đi lưu diễn, mua hàng hiệu không xuể, tậu nhà ở khắp nơi trên thế giới, đi máy bay hạng thương gia. Cũng theo như Lệ Quyên, hình ảnh của cô đẹp hơn là nhờ bạn trai trẻ. Tư duy trẻ trung của bạn ấy đã giúp cho Quyên bớt cục bộ hơn. Ngày xưa làm gì có chuyện tập thể dục, bây giờ tập rất miệt mài, cô trải lòng. Mới đây, bạn trai của Lệ Quyên còn thử sức trong vai trò host của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tham gia đóng phim, tuy nhiên chưa gây được nhiều tiếng vang. Lệ Quyên cảm thấy mình như một đứa trẻ, được sống thoải mái và tự do bộc lộ cá tính khi yêu. Anh thường xuyên phụ giúp người đẹp nấu ăn, tập luyện, thể thao chung. Nữ hoàng phong trà còn hé lộ mức cát xê của Lâm Bảo Châu không phải là dạng vừa. Theo đó, mới đây Lệ Quyên cho biết bạn trai đã chi tiền cả một hợp đồng quảng cáo check-in để mua quà sinh nhật tặng cô. Hai món quà mà Lâm Bảo Châu tặng cho Lệ Quyên là chiếc váy và giày hiệu. Theo như trên trang web bán hàng chính hãng, chiếc váy có giá gần 60 triệu đồng. Đôi giày giá dao động từ 20 đến 30 triệu đồng. Như vậy, Lâm Bảo Châu đã mạnh dạn chi gần 100 triệu cho người đẹp. Các xe này được nhiều người cho rằng là quá cao so với một người mẫu trẻ. Anh đã từng góp mặt trong MV Anh ơi ở lại của Chipu, web drama Kẻ săn tin, sitcom Bẫy mỹ nhân, từng tham dự Việt Nam Next Top Model nhưng dừng chân khá sớm. Lệ Quyên sinh năm 1981, cô được mệnh danh là nữ hoàng phòng trà của giải trí Việt bởi vì trình hát live vô cùng đẳng cấp.
Năm 2021, cô đã xây dựng một biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh với diện tích gần 600m2, ngoài ra sở hữu một căn nhà rộng lớn tại thủ đô Hà Nội. 6 năm trước, căn biệt thự cô mua ở Mỹ tặng cho con trai trị giá 36 tỷ đồng. Năm 2024, cô tậu tiếp một căn biệt thự tại Đà Lạt, xây dựng cùng với tình trẻ đầy tâm huyết. Đây là nơi gia đình cô lui tới mỗi khi rảnh rỗi. Cô đã từng gây choáng ngợp khi lái xế hộp trị giá gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, Lệ Quyên còn tậu thêm 3 chiếc xe sang với giá 5 tỷ đồng. Bộ sưu tập kim cương, đồng hồ đồ hiệu của Lệ Quyên khiến nhiều người choáng ngợp. Với nữ ca sĩ, 100 triệu đồng không lớn. Tuy nhiên được tình trẻ tặng, cô nàng vô cùng hạnh phúc và cho rằng người yêu không nhất thiết phải tặng mình những món quà lớn như vậy. Cô luôn hiểu và thương anh. Tối ngày 11 tháng 6 vừa qua, Lệ Quyên đã tung ra MV Tình Chỉ Đẹp Khi Vừa Bắt Đầu. Đây là MV có sự đầu tư kỹ lưỡng của nữ ca sĩ. Toàn bộ cảnh quay được thực hiện tại Mỹ, bản phối được thực hiện kỹ càng theo đúng yêu cầu của Lệ Quyên. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu với vai trò nam chính. Sau một ngày đã đạt được 123.000 lượt xem trên YouTube, nữ ca sĩ nhận định Lâm Bảo Châu là người thiệt thòi khi gắn bó với cô. Với Lệ Quyên, anh là một người tinh tế và tình cảm. Châu là người kín đáo, tinh tế, không nói nhiều mà luôn dùng hành động để thể hiện sự quan tâm dành cho mọi người. Những ngày đặc biệt như lễ, sinh nhật, Châu luôn dành cho tôi sự bất ngờ. Quà Châu chọn cũng rất tinh tế, luôn là thứ tôi có thể mang được mọi lúc, mọi nơi. Trong mắt tôi, Châu rất tỉ mẩn. Có người nói các cặp đôi sợ đóng MV sẽ dính lời nguyền chia tay. Trong cuộc sống, nếu chia tay thì không cần đợi đến lúc có MV, bởi vì cuộc sống hiện đại tự do, tự lập, không ai phụ thuộc vào ai khiến cho mọi thứ mong manh. Giờ Quyên mới nghe điều này, lo phết nhỉ. Nhưng mà đùa vậy thôi, Quyên không cho là lời nguyền này đúng, đôi khi chỉ là sự trùng hợp. Quyên nghĩ vậy, tất cả do chính bản thân của chúng ta. Dù e ngại về lời nguyền chia tay nhưng Lệ Quyên đã tự trấn an bằng niềm tin và tình cảm bền chặt giữa cô và Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ cho rằng, đôi khi những thứ được coi là lời nguyền chỉ là sự trùng hợp. Việc giữ gìn mối quan hệ lâu dài là do sự cố gắng của người trong cuộc. Thay vì lo lắng, thì hãy tin vào bản thân và tình cảm của bạn trai, bồi đắp mỗi ngày cho tình yêu đôi lứa thêm ngọt ngào và gắn bó. Chia sẻ về chuyện tình của mình trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu cũng đã từng chia sẻ. Có lẽ chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt đến như vậy. Đến tận bây giờ vẫn nghĩ, làm thế nào để yêu được một cô gái như vậy, một người phụ nữ thông minh, quyến rũ, giỏi giang, chu toàn, có thể lấy hàng triệu trái tim trên sân khấu mà lại gửi trái tim của chính bản thân cho mình. Nhiều lúc nghĩ đùa, em quả thật là người đa nhân cách, lúc thì là bà già kể chuyện trên sân khấu, lúc thì là bé gái nhắn nhít, tay nắm tay anh. Có lẽ sự thu hút không chỉ bởi một người đàn bà quyến rũ, còn là những điều thú vị, hấp dẫn ở bên trong con người. Thân thiết với Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, ca sĩ Quang Hà tiết lộ, cặp đôi này rất chiều chuộng và chăm sóc cho nhau. Họ đang ở giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu, anh nói. Nhiều khán giả mong chờ cái kết đẹp của chuyện tình Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh YouTube Lóng Lánh TV. Hãy để lại những ý kiến bình luận ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.